Người bị bệnh tim có nên ăn yến xào không? Chúng ta đều biết rằng yến xào là một trong những thực phẩm giàu dinh dưỡng và bổ dưỡng cho sức khỏe. Thực phẩm này không chỉ tốt cho sức khỏe mà nó còn rất tốt cho người bệnh và người ốm yếu. Bên cạnh đó, rất nhiều người thắc mắc rằng liệu người bệnh tim mạch có ăn yến xào được không? Video sau đây sẽ là câu trả lời giúp bạn giải đáp được thắc mắc trên. Theo như nghiên cứu, yến xào là thực phẩm chứa nhiều chất dinh dưỡng rất tốt cho người bệnh tim. Trong yến xào chứa hơn 50% protein dễ tiêu hóa và nhiều khoáng chất. Yến xào cũng chứa tới 18 loại axit amin và 31 nguyên tố vi lượng thiết yếu giúp điều hòa và cải thiện sức khỏe. Các chất có trong tổ yến như valine, arginine, aspartic acid, serine, tyrosine và phenylalanine là những thành phần quan trọng giúp tăng cường sức đề kháng và giúp chống lại bệnh tật. Hơn nữa, tổ yến có axit amin giúp kiểm soát huyết áp, mỡ máu, hệ thống đường huyết ổn định hơn. Chính vì vậy, ăn yến xào còn giúp ngăn ngừa tình trạng đông máu và giảm những triệu chứng như nguy cơ nhồi máu cơ tim, rối loạn nhịp tim, hồi hộp. Tổ yến không chỉ có công dụng chữa bệnh tim mà còn là nguồn cung cấp năng lượng dồi dào. Nó bồi bổ cơ thể khỏe mạnh và tăng cường sức đề kháng. Sử dụng yến xào thường xuyên cũng có thể giúp da hết đỏ, giúp ngăn ngừa lão hóa hiệu quả. Ngoài ra, yến xào mang lại một giấc ngủ ngon hơn, tinh thần phấn chấn hơn, bớt lo âu, stress. Qua đó, chúng ta có thể thấy yến xào là thực phẩm bổ dưỡng nhất cho người bệnh tim. Hướng dẫn ăn yến xào đúng cách cho người bệnh tim. Cần lưu ý những đặc điểm sau khi sử dụng yến xào đối với bị bệnh tim mạch: mỗi lần nên dùng 5-8 gram tổ yến và chế biến thành nhiều món ăn khác nhau để kích thích vị giác của người bệnh. Không nên sử dụng các sản phẩm nước yến hoặc yến chưng sẵn có nhiều đường. Nó sẽ gây ảnh hưởng xấu đến bệnh tim. Sử dụng yến xào không quá 5 lần tuần để đảm bảo cơ thể hấp thụ được hết chất dinh dưỡng từ yến xào. Sử dụng yến xào thường xuyên. Không nên dừng lại trong một thời gian dài trước khi sử dụng lại. Nó sẽ làm mất tác dụng của tổ yến trước đó. Yến xào quang minh giúp giảm hiện tượng loạn tim, tim đập nhanh và ngăn chặn nguy cơ đông máu, giảm hẳn chứng nhồi máu cơ tim, giúp bổ dưỡng đầy đủ, tăng cường sức đề kháng, không có chất béo và đường, hoàn toàn tốt cho người bị bệnh tim mạch. Chống oxy hóa cực hiệu quả, giúp cơ thể không bị oxy hóa, khử các gốc tự do, giúp ngăn chặn tình trạng xơ vỡ động mạch và nâng cao hệ thống miễn dịch. Yến xào có những hoạt chất giúp điều hòa huyết áp, giảm cholesterol trong máu và thành mạch máu, do đó giúp phòng và điều trị bệnh tim mạch hiệu quả. Sử dụng yến xào quang minh thường xuyên đều đặn sẽ giúp hỗ trợ điều trị bệnh tim mạch rất tốt. Hotline 1900 636 891. Website dongyquangminh.vn.